Tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình xin chia sẻ đến các bạn cách làm món sườn ram xả ớt. Để làm món ăn này thì ở đây mình có chuẩn bị 800g thịt sườn. Xả thì mình dùng 4 muỗng canh và 2 muỗng canh tỏi với hành tím, 1 muỗng canh ớt. Và đây là cái dừa tươi nha các bạn, mình dùng khoảng 300ml nước dừa tươi. Mình dùng 20g gừng và 20g củ hành tím. Và đây là tất cả các gia vị thông thường trong nhà bếp, như là đường thì mình dùng 1 muỗng canh nè, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh hạt nêm, nửa muỗng canh dầu mè, nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt và 1 muỗng canh tương cà. Đầu tiên thì mình sẽ đi đun sôi khoảng 1 lít nước nhé. Rồi nước của mình nó bắt đầu sôi lăn tăn lên nè các bạn. Và bây giờ mình sẽ cho vào 1/4 muỗng canh muối nhé. Rồi mình cho vào đây là gừng với lại củ hành tím. Mình nấu cái nước này để mình trụng sơ phần sườn đó các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ đem sườn mình cho vào trong cái nồi nước sôi. Sườn này thì mình đã rửa sạch qua với muối và gừng rồi nha các bạn. Đó, mình cho vào trong cái nồi nước gừng với lại củ hành tím này nè. Mình trụng sơ qua để giúp cho sườn của mình nó được sạch hơn và nó không còn cái mùi tanh nữa. Mình nấu cho cái nồi nước này nó sôi trở lại một lần nữa rồi mình sẽ tắt bếp nha. Đó, mình đảo đều lên để cho cái phần thịt sườn này nè nó được săn đều. Và cái nồi nước nó cũng đã sôi trở lại rồi, giờ mình sẽ tắt bếp luôn. Sau đó mình sẽ vớt sườn ra rồi rửa sạch lại một lần nữa nhé. Cái phần thịt sườn đó các bạn thì mình cũng đã rửa sạch và mình để cho nó ráo nước nè. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái tô và đây mình sẽ cho vào 50g bột chiên giòn nhé. Mình sẽ áo sơ một lớp bột chiên giòn qua cái cục sườn này nhé. Chỉ cần một lớp mỏng thôi các bạn ạ. Đó, mình áo sơ qua như vậy là được rồi nè. Rồi sau đó mình sẽ đem đi chiên nha. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi chiên sườn nhé. Đây mình sẽ cho dầu ăn vào trong chảo nè. Lượng dầu ăn thì các bạn cho nó ngập khoảng chừng nửa cục sườn là được nhé. Và đây là cái dĩa sườn mà mình đã áo qua một lớp bột rồi nè các bạn. Mình nhúng sẵn hết như vậy nhé. Khi mà dầu nó nóng lên thì mình chỉ việc cho vào mình chiên thôi. Như vậy cho nó nhanh nhé. Khi mà cái mặt dưới nó bắt đầu nó vàng rồi đó các bạn thì mình mới trở sườn nha. Rồi phần thịt sườn thì mình chiên nó cũng đã vàng rồi các bạn, giờ mình gấp ra nha. Các bạn chỉ cần chiên cho nó hơi vàng là được rồi, không cần phải vàng quá đâu nha. À, mình gấp ra mình cho vào trong miếng giấy thấm dầu nha, cho nó thấm bớt dầu đi. Rồi mình dùng cái chảo khi nãy mà mình chiên sườn đó các bạn để mình bắt đầu mình ram luôn nha. Và đây thì mình sẽ cho vào khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho vào đây là hết cái phần tỏi với hành tím băm nhuyễn nha. 2 muỗng canh tỏi với hành tím nha. Và xả mình cho vào 3 muỗng canh nha. Mình chừa lại khoảng 1 muỗng canh để mình cho vào sau cùng á, cho nó cái mùi thơm nó đậm đà hơn. Rồi cái phần tỏi, hành tím, xả cũng đã vàng thơm lên rồi này các bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho hết tất cả các gia vị vào luôn nhé. Đây mình sẽ cho vào nửa muỗng canh hạt nêm, 1 muỗng canh đường, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh dầu hào, 1 muỗng canh tương ớt, 1 muỗng canh tương cà và nửa muỗng canh dầu mè luôn nhé. Rồi mình sẽ khuấy đều lên. Lúc này thì các bạn để lửa nhỏ thôi nhé. Mình nấu cho các gia vị nó hòa tan ra nè. Và nghe mùi rất là thơm luôn á các bạn. Rồi tiếp tục thì mình sẽ cho vào đây là 300ml nước dừa tươi. Mình nấu cho nước này nó sôi lên rồi mình mới cho sườn vào. Và cái nước gia vị nó cũng sôi lên rồi. Bây giờ mình sẽ cho hết phần sườn vào. Khi này thì mình để lửa nhỏ thôi nhé. Mình đảo đều phần sườn. Mình sẽ nấu với lửa nhỏ trong vòng 30 phút.
Cứ khoảng 5 phút thì các bạn đảo đều sườn cho mình một lần nhé. Và lúc này thì các bạn thấy sườn của mình nè, cái màu rất là đẹp luôn, mùi thì cực kỳ thơm rồi đó. Và thịt sườn nãy giờ thì mình rang cũng được 30 phút rồi đấy các bạn. Lúc này thì nước nó cũng đã hơi cạn cạn rồi. Và mình sẽ rắc một muỗng canh sả khi nãy mình chừa lại đó. Đó, mình rắc lên như vậy nè. Rồi mình cho ớt vào luôn. Bạn nào ăn cay nhiều thì các bạn dùng ớt nhiều nha. Ồ, lúc này thì các bạn nhìn nè, có cái chảo sườn ram sả ớt của mình nè, rất là hấp dẫn luôn. Thầy cho các bạn xem nè. Ôi, cái món này mà ăn với lại cơm nóng thì hết sảy luôn á. Các bạn xem video của mình, nếu mà thấy thích á, thì các bạn hãy nhớ cho mình một like nè, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ mình với nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Wow, mùi rất là thơm luôn á các bạn ơi. Rồi, như vậy là cái món sườn ram sả ớt của mình đã hoàn thành xong rồi đó. Bây giờ mình tắt bếp rồi mình ăn với cơm trắng nha. Đây, mình có chuẩn bị một chén cơm trắng nha các bạn. Cơm trắng chỉ cần ăn với lại sườn ram sả ớt là ngon rồi. Wow, nhìn cực kỳ ngon luôn vậy đó. Thịt sườn rất là đậm đà luôn nha các bạn. Và ăn cực kỳ thơm luôn. Bên ngoài các bạn nó hơi giòn giòn nè. Và bên trong thì mình ăn nó rất là mềm và không bị khô nha. Rồi mình chúc cho các bạn làm thành công với cái món sườn ram sả ớt này nha. Và bây giờ thì mình xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye.